Mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với kênh Hà Phan Văn của mình. Thì hôm nay mình sẽ chia sẻ cho các bạn một cái thủ thuật nhỏ ở trên máy tính, đó là chúng ta sẽ làm như thế nào đó để khóa cái đặt cái mật khẩu cho cái máy tính của chúng ta. Khi mà chúng ta vừa mới khởi động máy lên thì nó sẽ hiện cái mật khẩu lên. Hoặc các bạn thì mình đang xài là Win 7, thì những bạn nào xài Win 8 hoặc Win 10 thì cũng vẫn có thể làm được theo đúng như cách này nha. Nó tương tự nhau hết. Thì để làm được điều này thì các bạn chỉ việc chạm vào cái nút cửa sổ ở phía dưới góc bên trái màn hình điện thoại, màn hình máy tính của các bạn này. Đó, các bạn chạm vào cái nút cửa sổ này thì cái Win nào cũng có cái cửa sổ này hết. Đó. Thì xong sau đó là các bạn tìm đến cái chữ đó là Control Panel. Ok, sau khi mà các bạn vào cái category này xong thì các bạn chọn vào phần Add hoặc là Remove User Accounts. Thì các bạn chạm vào cái mục Add or Remove User Account. Các bạn nhớ tìm vào đây nha cho mình nha. Đó, chạm vào và tìm. Thì ở đây á, là nó có phần là đó là phần admin này. Các bạn chạm vào cái chữ admin này cho mình. Đó. Các bạn chạm vào chữ admin, admin là chính các bạn là quyền sở hữu của cái máy này. Thì ở cái phần admin này á, sau khi các bạn chạm vào phần admin này xong thì nó sẽ có cái phần là create a password này. Đó, là tạo password này. Đó, các bạn chạm vào cái phần này. Chạm vào cái phần create a password. Create a password. Sau khi vào được tới đây rồi, cái Win nào nó cũng sẽ tương tự như vậy nha. Thì các bạn nhập cái chữ nhập cái mật khẩu mà các bạn muốn vào đây. Ví dụ mình nhập 1 2 3 4 5 6 7 8. Tùy các bạn nha, các bạn nhớ nhập cái mật khẩu nào cũng được. Và các bạn nhập lại thêm một lần nữa. 1 2 3 4 5 6 7 8. Xong bây giờ mình sẽ tạo password. Đó, tạo password là đã xong rồi bây giờ. Đó, thì vừa rồi là mình đã giới thiệu cho các bạn xong. Nhớ xem và ủng hộ cho mình nha. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong những video khác hay hơn nha.